Xin chào, tôi là Quang Tùng và chào mừng các bạn đến với sân Công viên Các Hoàng tử. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Thật gọn gàng. Ronaldo. Theo Hernandez. De Bruyne. Ronaldo. Kylian Mbappe lô tin. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Đây rồi. De Bruyne. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Và đây là cú sút. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Henry. Thierry Henry. Sút. Cú đá không trúng mục tiêu. N'Golo Kanté. Chuyền bóng lại thành công. Có thể dứt điểm ngay. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. De Bruyne. Coutinho. Ronaldo. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Messi. Anh ấy đã cướp được bóng. Ronaldo. Varane. N'Golo Kanté. Anh ấy chơi rất tốt. Kylian Mbappe lô tin. Tôi có cảm giác như áp lực tâm lý đang tác động rất mạnh đến các cầu thủ. Đúng là như vậy, nếu không thì rất khó để bỏ lỡ một tình huống như thế này. Ronaldo. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Jordi Alba. Rất nhiều đường truyền. Một cơ hội tốt và anh ấy đã lãng phí nó. Tình huống ngay. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Ronaldo sút. Thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Phải ghi được bàn từ điều này. Các bóng vào đi. Sút rất tốt nhưng ồ, nó quá cao. Anh ta đã đứng quá xa vị trí bóng rồi. Tình huống bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Ronaldo. Được Ronaldo bật tường. Pha chuyển bóng tấn công nhanh. Đối. Sút đi. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. De Bruyne. Trọng tài báo hiệu còn 3 phút bù giờ. Cơ hội là đây. Ronaldo. Bóng như đang khiêu. Thật tuyệt khi sút. Vừa rồi là một cơ hội tuyệt vời để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, nhưng không, bảng tỷ số vẫn chưa thay đổi. Một trận đấu hết sức nhọc nhằn cho cầu thủ tấn công của cả hai đội. Không đều là tỷ số. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai.
N'Golo Kanté. Jordi Alba. Thật gọn gàng. Kylian Mbappe blow in. De Bruyne. Kylian Mbappe blow in. Pogba. De Bruyne. Bớt bóng trong vòng cấm. Vị trí đá phạt rất đẹp. Và nó là một quả đá phạt và ngăn chặn tuyệt vời. Một pha bắt bóng xuất sắc, và đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm được như thế. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Tạt bóng đi. Wow! Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Đó là bàn thắng về tỷ số. Chúng ta đã phải chờ đến hiệp 2 để có thể có bàn thắng này. Jordi Alba. Pogba. Phối hợp tốt. Bật rất tốt. Coutinho. Ronaldo. Pogba. Ronaldo. Kylian Mbappe blow in. Và họ vừa giành được bóng, họ lại làm mất nó rồi. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân rất tốt và chạm và xử lý bóng rất tuyệt vời. Cơ hội tốt đã bị chặn đứng bởi phản ứng kịp thời của vệ. Kylian Mbappe blow in. Có cơ hội. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Họ đang có bàn trình biến rất tốt, đang có một bàn thắng dẫn trước. Đội bóng đang thực sự tạo cho mình cơ hội chiến thắng trong trận này. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội. Đây là lúc cần giảm nhịp độ trận đấu lại. Và đây là cú sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Trận đấu này là của anh ấy với những pha cứu bóng xuất sắc của mình. Hugh Minh Son. Son bật tường. Bóng bàn. Ronaldo. Sút. Có người đấy, thủ môn đã thi đấu tốt thế nào trong tiếng vừa rồi. Anh ta đã từ chối bàn thắng cân bằng tỷ số vào những phút cuối của trận đấu. Trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Ronaldo. Sút. Không thể tin được, vẫn không bàn thắng. Vâng, nếu như tình huống vừa rồi có thể cụ thể hóa thành một bàn thắng thì trận đấu này có thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Sút. Rất hay. Anh ấy đã có bàn thắng. Huấn luyện dẫn trước và gần như nắm chắc chiến thắng trong tay.
chúng còn cuối cùng. Đó là những gì đội bóng này mong đợi. Wow, họ sẽ thắng trận này miễn là họ giữ được sự tập trung tối đa. 2-1 là kết quả. Sút. Rất hay. Anh ấy đã có bàn. Sút. Rất hay. Anh ấy đã có bàn thắng. Sút. Rất hay. Anh ấy đã có bàn thắng. Hungry. Wow. Hungry. Hungry. Wow.